ghê. Bữa tôi quay được cái clip mà nó đang lột á. À ghê vậy hả? Nó lột luôn hả? Nhưng mà thời gian nó lột lâu không? Tầm 2-3 phút còn đứng ra. Ghê vậy hả? 2-3 phút là ra luôn. Cái lưng ống, cái cổ nè. À. Lột từ chỗ đó lột ra hay đó. Bữa tôi có đăng lên trên Facebook á. Cái này như mình rộng mà mình cho nó ăn bình thường thì nó vẫn sống tốt bình thường vậy hả? Nếu mà cho nó mà bạn muốn nuôi á, làm hồ thủy sinh á, cho hồ á, làm một cái lưng bộ. Cái thứ này ổng mình nuôi nhỏ là ổng hay ở trong mấy cái hang, ổng thụt cái đầu cho mình ổng vô, họ đậu nè, ổng núp ở trong hang á, còn lạ lắm. Nhưng mà nghe nói là nó đẻ ra là nó ăn cả con đúng không? Phải con này không? Mình đúng không? Mình nuôi ví dụ nó đẻ là mình phải tách nó ra đúng không? Không, mình chưa bao giờ thấy trên bờ mình vậy nó đẻ, nó chỉ đẻ ở biển thôi. Cái này là mình lọc cho nó bớt cái cặn á ha, cho nước cái sạch á. À nước lên quay vòng vậy đó ha. Quá trời thịt luôn, con này đang lột nè. Nó để hộ mình nhỏ đó không anh. Thử cái con này đi. Con này thì phải lấy kéo cắt rồi. Xoay đầu ra trước không? Wow. Trứng, con này con tô con trứng. Wow. Trứng không à? Mẹ tô 500 nè. 500 nè. Cái đầu nó tới 500 nè. Nóng. Con này trứng ở dưới bụng nó quá trời luôn. Wow. Rồi, nguyên con rồi nè. Rồi được rồi. Mẹ đi chơi. Cánh miếng đi. Đã vậy. Ý là đưa miệng. Cầm đưa miệng thôi. Rồi đó. Cánh luôn con, cánh luôn. Đó đúng rồi. Thịt đã không? Con này tôm quá trời trứng luôn nè, tôm trứng. Tôm trứng vậy đó. Ánh này nè em. Trứng nó bự. Bự, trứng nhiều.